Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh mà cậu bé đang đi cái kheo này. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Mái tóc này thì tôi màu đen nha.
là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Bây giờ còn mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.